clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Tới Thượng Hải ăn phở đẹp của ca sĩ Chibu. Quán phở của ca sĩ Chibu được nhiều người quan tâm ngay sau khi chính thức mở cửa vào tháng 10 năm ngoái tại Thượng Hải, Trung Quốc. Quán phở có tên La Ganh, là gánh trong quang gánh. Nhưng bên trong quán còn có một cái tên khác, Beauty Pho, có nghĩa là phở đẹp. La Ganh nằm ở trung tâm Thượng Hải, chỉ cách đền Tĩnh An nổi tiếng của thành phố này một quãng đi bộ chừng 20 phút. Từ phố đi bộ Nam Kinh của Thượng Hải, du khách cũng có thể bắt tàu điện ngầm đến quán phở qua 3 trạm. Quán nằm trên đường Yan Ping, quận Tĩnh An, trong tòa nhà chung cư ở một khu dân cư, không phải nơi du khách thường lui tới hay đông đúc giới văn phòng. Không xuất hiện nhiều hình ảnh của ca sĩ Chibu ở trong hay ngoài quán. Ngoài ba hình vẽ đơn giản bên cửa chính, Chibu nổi tiếng ở Việt Nam trong vai trò ca sĩ, diễn viên. Nhưng thời gian qua, được chú ý ở Trung Quốc sau khi cô tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hồi giữa năm 2023. Và dịp đón năm mới dương lịch 2024, cô cũng xuất hiện trên chương trình đón giao thừa của một đài truyền hình lớn ở Trung Quốc khi biểu diễn cùng Huỳnh Hiểu Minh. Quán phở của Chibu có mặt bằng khá đẹp. Ngoài logo quán có hình nón lá đơn giản, trang trí ở mặt tiền bề ngang tầm 2m, mặt tiền lọt thỏm giữa tòa chung cư khiến thực khách không dễ tìm. Quán phở được thiết kế như một quầy bar, lối hẹp chỉ đủ một người đi qua, không gian bên trong quán cũng được thiết kế tối giản. Quán chỉ đủ cho khoảng 10 người ăn cùng lúc. Thực đơn của La Ganh có phở bò, trứng gà trần, chả đá, cà phê sữa đá Việt Nam, bánh quẩy. Mới đây quán bổ sung thêm món phở gà, nhưng chỉ phục vụ sau 11 giờ trưa. Khách thưởng thức phở hiện được miễn phí chả đá. Nhìn một cách tổng quan, phần phở trên khay khá bắt mắt về màu sắc, trang trí. Bát phở có giá 59 tệ, 3 bánh quẩy 7 tệ, trứng trần 5 tệ. Tổng cộng bữa ăn 71 tệ, tương đương 240.000 đồng. Sau khi thưởng thức, chúng tôi đều có chung nhận xét là phở đẹp nhưng chưa chuẩn, theo khẩu vị của những du khách muốn thử hương vị phở quê nhà. Điểm cộng, nước phở trong, thịt bò mềm, thơm, bánh phở tươi dai. Điểm trừ, không có mùi của quán phở mà chỉ cần bước vào quán là nhận ra ngay như đặc trưng của phở Việt. Bánh phở tươi dai là điểm cộng. Gia vị có tương ớt, tỏi chua, ớt tươi cắt lát. Ly cà phê sữa đá Việt Nam nhưng giống cold brew hơn là cà phê vì quá loãng. Phở đẹp được thiết kế ngay cạnh cửa vào nhà bếp. Quán không có nhà vệ sinh, khách phải đi 50m để đến nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, khu vực trước La Ganh với hai hàng cây đang mùa rụng lá vào mùa đông lại mang tới cho quán vẻ đẹp. Nếu đến nơi này vào cuối thu, chắc chắn La Ganh sẽ có thêm điểm cộng vì lá vàng, lá đỏ nhuộm kín cung đường. Từ Thanh Niên, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.